do gì mà anh nhìn ra là gì anh? Anh cho biết lý do. Anh cho biết lý do chúng tôi phạm vi cái gì mà anh nhìn ra anh đang trách nhiệm đúng không? Chúng tôi không có vi phạm cái gì hết, anh phải chứng minh phải có lý do. Anh đang đi một đường đi kêu người lại. Đang đi anh kêu người lại, phải có lý do. Các anh hiện tại tự các anh tạo ra được cái xe. Các anh tạo ra được cái xe thôi. Các anh chứng minh chúng tôi là phạm lỗi gì? Bằng lái xe của tự nhiên anh quốc lại là sao? Anh quyền hài khách đi hà đường đúng không? Anh các anh ăn lương. Lương của anh là dân trả mà bây giờ các anh quyền hài chúng tôi. Chúng tôi đang đi như thế này. Không vi phạm điều gì hết. Thế mà tại sao các anh ngăn lại cả ngàn chiếc xe các anh ngăn lại thì làm sao? Tại sao các anh làm như vậy? Gì? Ăn lương của nhân viên này nhà nước. Các anh đã làm việc ăn lương của công nhân dân dân anh làm như vậy phải không? Các anh cứ để là tôi làm việc. Không có để gì hết á. Các anh cho lý do tại sao các anh dừng lại. Cho biết tại sao đi dừng lại. Nói ngay. Nó biết cái sợ à. Nói ngay. Tại sao đi dừng lại. Lý do gì? Chẳng đường luôn đi. Lý do gì dừng lại? Tôi đây đang làm việc. Làm việc gì? Tôi đang chạy đường lại. Dừng là phải có lý do. Dừng phải có lý do. Lý do là dừng lại. Tôi nhiên dừng là sao? Bây giờ chúng tôi đang đi làm. Tôi chỉ chấp vấn, tôi không chỉ nhờ tài xế. Tôi chấp vấn anh. Tôi chỉ em ra đây. Tại sao anh dừng xe lại? Tại sao trả lời? Tụi nó làm kẹt xe luôn hả? Bây giờ có mấy lý do gì? Lý do gì? Lý do gì? Lý do gì? Căn cứ đâu? Không phải là công an muốn làm đi làm. Lực gì? Lực đường hả? Khách nhiều phải không? Khách nhiều gia đình phải không? Cái đất nước là như vậy phải không? Không phải anh là công an muốn làm gì làm. Không có gì rồi, đâu có nữa không gốc. Ngân hàng giữ rồi chứ đâu. Bây giờ các anh cả cho nghe trả lời ngay, sống chưa? Chúng tôi đi, bu lại đi, cứ bu đi nhiều nhiều đi. Đừng có sợ thằng này. Người dân không có lại. Người dân không có lại. Anh không được xây dựng chúng tôi. Người dân không có lại. Bây giờ đi ra nào. Trách nhiệm nhân dân đúng không? Đúng không? Ăn lương rồi các anh, tiền thuế của dân các anh làm như vậy phải không? Người dân có quyền kiểm tra hành vi của các anh. Không không phải luật đâu. Bất cứ là có luật. Làm cái điều gì là các làm. Không phải luật đâu. Không đứng đầu hết. Các anh dừng xe. Tại các anh dừng xe. Tại anh dừng xe. Theo quy định bây giờ là người dân không có quyền kiểm tra kế hoạch. Hết rồi. Còn kiểm tra thôi. Nó không có quyền gì giữ giấy mà đâu. Giật giấy nó. Anh đưa giấy cho người ta. Lỗi gì? Anh đừng có đi đâu. Không 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 có đi đ
nó sợ hết. Không ai cho ngay luôn. Có giấy tờ rồi. Đừng có dọa nhân. Đừng có dọa nhân. Các anh làm gì làm cái gì kìa, tôi như thế nào không làm sai phạm thì không như tôi, anh cái chặn xe chúng tôi lại là tôi ra các anh đã bậy rồi. Không có chuyện gì tự nhiên chặn xe lại là sao? Đợi anh chặn xe lại. Bây giờ gì? Bây giờ gì? Bây giờ gì? Chờ đi. Rồi anh nói đi. Tôi đã làm việc rồi. Làm việc gì? Ra ngoài trường xa quan sát kìa. Chặn xe đi, chặn xe lại đi nè. Chặn xe lại. Chặn xe nó lại đi. Ngon chặn xe lại đi. Dừng lại đây. Xét đi. Xét xe đi. Xét đi. Xét xe đi. Tự nhiên xét đi. Dám. Anh xét xe này đi. Tại sao anh không xét? Anh xét xe tôi. Cái lượng giá không biết bao nhiêu xe cho anh không xét. Chuyên nhiên. Chuyên áp bức chân lành. Áp bức phải không? Áp bức không? Dừng xe. Dừng hoàng xa ngoài kia kìa. Cho kẹt xe luôn, phải tưng bận đây luôn. Sách chỉ nhân dân quen rồi, không phải công an muốn làm gì làm. Tài tớ của nhân dân, tài tớ của nhân dân, tài tớ của nhân dân mà làm vậy hả? Xét đi. Phản đối cái anh. Dùi cui xuống ống để bắt cho bắt tớ nhân dân phải không? Chỗ nào cần xe anh phải cho biết. Cho nó đi. Ngay tại đây không còn bắt tớ hàng. Không hỏi ai hết á. 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 Giúp cái gậy đi. Anh kia dừng tôi mày, giúp cái gậy đi. Khởi áo ra. Khởi áo ra giúp cái gậy đi. Tại sao tôi phải cởi ra? Tại vì anh làm sai. Anh làm gì vậy? Không xứng đáng. Anh làm gì vậy? Anh nói làm gì vậy? Tại sao dừng xe lại? Trả lại đi. Anh đảm bậy rồi. Anh tâm mày. Anh cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tâm mày. Khởi áo ra. Tâm mày. Tâm mày. Rồi ai đi xe anh? Không dừng đi. Không dừng đi. Không dừng đi. Lên xe. Lên xe. Lý do không có tự nhiên mà. Lên xe. Tôi là bây giờ có căn phục này. Bây giờ công tư 01 bây giờ á. Cảnh sát giao thông có quyền kiểm tra phương tiện vi phạm giao thông mà không cần phát hiện được lỗi vi phạm. Lỗi ban đầu không có tư thì không mang theo. Bây giờ đi nào? Ra cho chúng cho coi những cái gì mà có những cái đúng không? Con kế hoạch tuần tra kiểm soát của công an á là người dân có quyền kiểm tra của nhân tra được người ta chứ sao anh? Người dân có quyền kiểm tra hành vi của các anh. Chúng tôi có quyền kiểm tra. Đó là có luật. Các anh làm cái điều gì là các anh làm? Thôi được. Không có quyền kiểm tra. Các anh dừng xe. Các anh dừng xe. Chúng tôi không có quyền kiểm tra. Các anh dừng xe. Các anh dừng xe chúng tôi không có ở đây. Bây giờ các anh không dừng xe chúng tôi không có ở đây. Bây giờ người dân không có quyền kiểm tra kế hoạch. Phản đối. Chúng ta phản đối. 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 Phản đối công an hội chính nhân dân. Công an hội chính nhân dân. Phản đối. Phản đối. Không phải công an muốn làm gì làm. Đây đúng luật lắm cái gì. Ủa sao lại đưa cái giấy tờ xe bên đó vậy? Lấy lại giấy tờ xe lại chứ. Lại sĩ tôi xin ra. Anh đưa giấy tờ. Đi, tôi phim lại rồi. Anh giữ giấy tờ của người ta, đó là quyền anh nhân của người ta, tự nhiên cho anh lấy là như thế nào? Nói gì? Ông bao em có làm gì làm?
Nó làm việc hết. Không ai sang ngay đâu. Coi giấy tờ thôi. Đừng có dọa nhân. Đừng có dọa nhân. Đừng có dọa nhân. Ông kiếp của mình rồi. Các anh làm gì làm cái gì rồi. Đừng có tôi như thế nào. Không làm sai phạm đi. Không như tôi anh cái chậm xe chúng tôi lại là chúng ta các anh đã bậy rồi. Không có chuyện chứ tôi nhân chậm xe này là sao. Đã chúng anh chậm xe lại. Đi vào dịch trời đi. Rồi anh nói đi. Công an thì về làm việc gì. Quên đi, quên đi, quên đi, quên đi, anh xé xe này đi, tại sao anh nóng xé? Anh xé xe tôi. Không tin ai. Không có để gì hết á. Các anh cho lý do tại sao các anh dừng lại. Sao biết tại sao đi dừng lại? Nói ngay. Có biết có sợ à? Nói ngay. Tại sao đi dừng lại? Lý do gì? Đường luôn đi. Lý do gì dừng lại? Tôi đang làm việc. Làm việc gì? Có lý do. Anh dừng là phải có lý do. Nhưng mà có lý do. Lý do là gì? Anh dừng tự nhiên dừng lại xem là sao? Bây giờ chúng tôi đang đi làm. Tôi chỉ chắc lắm tôi không dính chân này xem. Tôi chấp ở đây. Tôi chỉ ở đây. Tại sao anh dừng xe lại? Tại sao trả lời? Tôi dừng xe để kiểm tra với tự xe. Lý do gì? Lý do gì? Căn cứ đâu? Theo luật nào? Theo luật nào? Thách nhiều phải không? Thách nhiều nhân dân phải không? Cái đất nước là như vậy phải không? Anh là công an, bây giờ các anh, dạ cho anh trả lời ngay, xong chưa?
chúng tôi đi. Nhân dân chúng tôi không có thì giờ rảnh với anh. Chúng tôi không rảnh. Người dân không rảnh. Người dân không có rảnh. Anh không được sự sánh với chúng tôi. Người dân không có rảnh. Bây giờ đi vào nào. Sánh với nhân viên đúng không? Con kế hoạch tuần tra kiểm soát đúng không? Của công an á, ăn lương là cho nhau, ăn tiền thuế của dân, ăn hàng như vậy phải không? Người dân có quyền kiểm tra hành vi. Chúng tôi có quyền kiểm tra. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Chúng tôi có quyền bàn về các việc các anh. Theo quy định bây giờ là người dân không có quyền kiểm tra kế hoạch. Hết rồi. Đâu thông tư đâu, anh đưa cái thông tư ra đây. Thông tư ở đâu? Thông tư ở đâu? Thông tư mỗi tuần em ra đi. Phản đối công an nhân dân. 10 tháng là phản đối công an hoàng kim nhân dân. Anh đưa cái thông tư đó ra đây. Người ta đi đúng luật mà mắc cái gì, muốn kiểm tra gì có thông tư kế hoạch rồi chứ. Anh trả lại giấy tờ xe. Trả lại. Anh giữ giấy tờ của người ta, cái đó là quyền cá nhân của người ta, tự nhiên tôi anh lấy là như thế nào? Người ta phạm lỗi, anh có chứng minh được không? Anh chứng minh lỗi gì đây? Anh chứng minh lỗi của người ta là lỗi gì? Ai đây là cái xe? Anh có chứng minh được lỗi không? Cái đừng có dùng luật rừng. Đừng có dùng luật rừng. Không có chuyện đó đâu. Đó các anh làm cho ách tắc giao thông là từ các anh đó. Không có tài xế nào làm việc. Các anh làm gì làm cái gì cơ? Tôi như thế nào? Không làm sai phạm thì không như tư anh cái chặn xe chúng tôi lại là tôi đã các anh đã bậy rồi. Không có chuyện chứ tự nhiên chặn xe lại sao? Tôi anh chặn xe lại. Đi đi đi. Đi đi chờ đi. Rồi anh nói đi. Tôi đang làm việc. Rồi. Làm việc gì? Anh xe lại đi. Tại sao anh nóng chết? Anh xế xe tôi. Quý hả? Bây giờ tôi không tin anh. Nói bây giờ cho họ biết. Lý do nào? Không, mà cần cái kia này. Em là vậy.
Đấy, chú có thể không có không có tại sao dừng xe lại? Người ta có phạm lỗi không? Nếu như anh đi lui ra đi, anh đi lui ra. Công việc đi đi. Anh không có nhiệm vụ, anh đi xuống chỗ khác đi. Lý do không có, tự nhiên họ phải khơi khơi vậy làm sao làm việc? Vi phạm chính công an này đang vi phạm pháp luật, không phải ai cả. Nếu cái anh đi xe có lại là hai thằng nó bị dài rồi quy định đây. Anh là tài xế. Mời anh bây giờ mời anh đến cơ quan để tôi giấy tờ anh đi đổi đang vi phạm pháp luật. Tôi tài xế nè. Nhưng mà tôi nói cái gì anh nghe nè. Chúng tôi ghi không vi phạm một gì hết. Tôi chạy lan chạy xe không vi phạm một điều lỗi gì. Chắc anh chạy xe tôi giấy tờ đi. Anh cho mọi người đi giấy tờ. Mọi người đi giấy tờ. Sắp kiện giấy tờ anh khi chúng tôi không vi phạm một điều gì hết. Tại sao tôi có quyền điều tra mà? Không biết điều tra anh đưa được giấy tờ đấy. Anh đưa lệnh đâu? Lệnh ở đâu? Lệnh gì ở đâu? Giấy tờ đâu? Giấy tờ quan đâu? Bỏ cái giấy tờ quan đâu? Đâu lý do gì mà anh giữ xe người ta anh chặn xe lại là công an không phải lý do cụ thể không phải lý do anh giữ xe thì tôi tại giờ muốn xe thì mà như thế là chúng tôi được phép kiểm tra hành chính phương tiện giấy tờ anh chỉ trừ trường hợp người ta có vi phạm không anh mới được quyền cái như thế còn người ta tại khoản 1 điều 5 thông tư 01/2016 quy định cảnh sát giao thông được quyền kiểm tra các phương tiện không phải cái quy định cho anh làm tài. Tôi nói cho anh nghe, anh có quyền kiểm tra nhưng anh lấy cái gì ra để chứng minh? Bây giờ nè, bây giờ chúng tôi có giấy tờ, lưng bên đây có giấy tờ, có một cái giấy tờ nào lộn lưng không? Chúng tôi có đó. Chúng tôi có đầy đủ giấy tờ để chứng minh rằng đó. Giấy tờ nào lộn lưng không? Hay chỉ bằng mấy cái bản hiệu này thôi? Làm sao nó có giá trị? Bây giờ công an đây theo quy định bây giờ anh làm việc gì nó lại có đầy đủ giấy tờ chứ để kiểm tra chúng tôi chứ có bằng tên này chúng tôi được quyền kiểm tra nhiều rồi được chất vấn đã lên
Tại sao lại nó không được? Dân là gốc của vấn đề, hiểu chưa? Bây giờ người ta đưa là dân chủ ra sao? Tôi có chẳng làm gì vi phạm dân chủ hết á. Anh có chứng minh được chúng tôi vi phạm luật không? Anh có chứng minh không? Anh có chứng minh tôi có phạm được không? Anh chứng minh đi. Có chứng minh chúng tôi phạm luật đâu? Ủa sao chấp hành cái gì? Chúng tôi chấp hành nghiêm luật lực lệ giao thông chứ. Sao anh nói chúng tôi không chấp hành? Khi chưa có chúng tôi không vi phạm luật. Còn tự dẫn chúng tôi lại không qua có một cái văn bản gì. Tôi chẳng gây lẽ là kế hoạch nào nhưng mà các dân đúng không các dân lại có các anh chúng tôi tham gia lại anh phụ chưa anh đứng đúng không anh dân phải là anh chỉ có thắc mắc á chúng tôi không biết anh nói chuyện với anh này nói chuyện với anh này anh làm gì có cái này anh ủa tôi không sai phạm gì sao anh bắt tôi dạy cái trách nhiệm gì sai phạm của anh không bánh mì không bánh mì không bánh mì tôi không sai phạm một điều gì hết anh dừng xe tôi lại đó là anh sai phạm rồi chỉ một giây là tôi sẽ xuất trình giấy tờ chúng tôi có đầy đủ giấy tờ chứng minh danh hết chỉ cần một giây thôi là chúng tôi có giấy tờ xuất trình liền tại đây tôi đã nói với anh rồi nhưng mà yêu cầu là xuất trình liền tại đây chúng ta đánh cân cho một anh tung luôn hả có cái hồi chào bây giờ cần bánh mì phải không cần bao nhiêu bánh mì cần bao nhiêu bánh mì bây giờ theo thông tư 01 của bộ an á quên mẹ các ông ơi không có từng cái bia thông tư nào hết quên mẹ đi theo thông tư đang bị đình chỉ phương tiện đang tham gia giao thông bị thay đổi anh đưa thông tư ra đây anh đưa thông tư ra đây lớp lớp lớn lớp lớp lớn sao mà dân hiện chúng tôi muốn các anh đưa những thông tư mà các anh đưa ra đây anh đưa thông tư ra trên mạng các chút trên mạng anh phải đưa thông tư ra, anh đừng nói con voi như vậy. Anh không có quen. Đó là do anh nói nha. Có gì làm theo luật thôi, không phải tự nhiên. Có gì làm theo luật thôi. Không có luật nào, cái luật đấy là luật của anh đó. Giao thông đang lưu hành, không vi phạm gì mà anh lại chặn và bắt xe rồi đưa chúng xe giữ phương tiện hết. Có thể nói với anh rồi, bây giờ theo quyết định như vậy. Anh đem cái thông tư ra, thông tư ra, anh đưa thông tư ra. Tôi đã phổ biến cho anh đấy, thông tư không một của bộ. Anh đưa cái thông tư có dấu vào của công an ra đây.
gì đâu. Cấp trên đưa đây, đưa văn bản đây. Anh phổ biến, anh thích kiểu gì anh phổ biến kiểu đó, sao chúng tôi nghe? Không, anh đưa cái luật ra đây, nói chuyện phải có giấy tờ. Anh chuyên môn nói dối. Nói dối gì? Anh không có thông tư, anh nói thông tư. Anh không có thông tư và anh đứng anh nói thông tư ai tin? Nếu mà anh nói thông tư nào? Anh không nói sai, anh đưa thông tư đây. Thông tư sai. Dạ, thưa anh, bây giờ tôi hỏi anh một điều, xe chúng tôi lưu hành mới nãy giờ không vi phạm một chút một gì hết trơn. Tự nhiên các anh chặn xe lại cho chúng tôi lại và yêu cầu chúng tôi phải là tôi xem xuất trình giấy tờ và xem xe. Alo. Đi điều tra. Nha, điều tra thêm cái hành vi. À thì trong quá trình điều tra đưa không anh. Thì giờ anh kiểm tra bình thường, anh xuất trình giấy tờ. Giống nhiều bao. Rồi không rồi. Bây giờ anh đưa luôn cho anh kiểm tra hết nguyên một đoạn luôn. Chơi gì luôn. Chơi luôn. Đó, bất cứ một người nào có là tính luôn cho tài xế. Khách luôn. Đó. Mình đi kiểm tra tài xế. Rồi, ok. Thiết bị đồng, thiết bị đồng. Đây. Anh không hé không đồng bồn đây. Thiết bị đồng đâu? Thiết bị đồng rồi. Thiết bị đồng rồi. Thiết bị đồng đâu? Còn anh kiểm tra giấy tờ là chúng tôi không đồng ý vấn đề đó. Đúng rồi, chết lên. Cầm xe đồng rồi. Cách là điều đó. Để các người kiểm tra. Cứ được kiểm tra chúng tôi có. Máy có dán tem đàng hoàng nha. Một tài xế đây. Tôi họ chỉ vô đây là trước khi lên rừng anh đâu còn nói kiểm tra nồng độ cồn. Đúng. Anh chỉ đòi hỏi giấy tờ. Thì hai điều hai người công an làm việc ngu thuận. Họ làm việc sai làm chồng kia tôi không chấp nhận. Kiểm tra nồng độ cồn cho kiểm tra hết luôn tải xe cho nguyên xe luôn. Nhất xe mình là hơi giấy tờ, thứ hai tài xế cũng bằng lái. Tại sao không có? Em sẽ có đầy, tôi sẽ có đầy đủ bằng lái để xuất trình cho anh. Thấy được chưa? Xuất trình đầy đủ thì thôi chứ có. Nhưng mà mấy ông chuyên môn về hai người làm việc 2 triệu. Tôi đặt lên một lý do như thế này. Tại sao chúng tôi không sai phạm bất cứ một điều gì các anh lại nhận xe chúng tôi một cách vô lý như vậy? Chính một cái bình thường ở đây là cái hoạt động không bình thường nghĩa là rất nhiều xe. Anh muốn dừng bất cứ ai lại sai làm gì là không được. Rõ ràng nó rất là rõ ràng. Anh tôi chúng tôi không đồng ý cái này. Một đoàn của chú đây đi đây nhá. Xong rồi ống chặt. Chặn từng xe, từng xe một. Đúng nhá. Xong một đoàn khác đi, tại sao không chặt? Chú thông cảm cho bây giờ bắt là phải bắt không thường là anh em là có hạn. Không thể nào bắt mà bắt một lúc toàn bộ được. Thì xe nào mà anh em nghi ngờ là tài xế có độ cồn là nghi ngờ bốn chiếc. Thế tại sao không nghi ngờ bốn chiếc? Nghi ngờ bốn chiếc. 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 Nghi ngờ bốn đầu tiên theo quy trình người ta phải kiểm tra bằng lái trước, mà giờ xe biết đúng tôi hiểu rồi đó, nhưng mà chúng ta là không có vi phạm cái gì cả, kiểm tra gì chứng minh những cái điều chúng ta danh hiếu đây là chúng tôi cảm thấy là danh hiếu kiểm tra nồng độ thì nói nồng độ hai cả anh ngồi hai đó đầu tiên hỏi giấy bây giờ hỏi nồng độ chúng tôi có đầy đủ giấy tờ để chứng minh điều đó, nhưng các anh chứng đây tôi hỏi anh bây giờ trước anh đây, anh là người bận bộ đồ này để phục vụ cho người dân. Ngày hôm nay anh đứng đây anh cũng phục vụ cho chúng tôi chứ không phải là anh xét hiểu chúng tôi. Trong khi chúng tôi không sai phạm bất cứ một điều luật gì ở khi hết. Anh đừng nói gì bây giờ. Anh không nói gì họ đã kiểm tra nồng độ cồn của anh xét thì mình cứ cho rồi cho anh kiểm tra, cho anh kiểm tra. Tôi lấy đồ để một mình ra kiểm tra nên chúng tôi không đi về nữa. Không nhầm nhòi thì đâu anh em mình đi đúng rồi chứ đâu có gì đâu mà xét hiểu. Quá trọng hơn vậy. Xong kiểm tra nồng độ ổn định thì anh em đi. Đúng, tôi nói anh nghe là tôi vẫn lập tôi giữ nguyên lập trường là các anh đang xét nghiệm chúng tôi. Các anh phải nhớ kỹ rằng là các anh đây không, chúng tôi đây là một cuộc trường là chúng tôi chứng minh bằng những cái hành động của anh đã thể hiện trước. Giờ giữ chúng tôi vừa rồi. Bây giờ cái lập trường là mỗi người có một cái lập trường riêng. Nhưng mà có luật. Phải theo luật. Không cần lập trường mà chúng tôi theo luật. Đây có luật sư. Đúng. Chúng tôi có luật sư. Bây giờ đó, bây giờ ở đây chúng tôi cũng có luật sư đây. Rồi. Chúng tôi có làm theo luật. Bây giờ anh có làm việc theo luật pháp không? Không cần luật, không cần cái. Bây giờ chỉ làm lưu làm chi? Bây giờ mình chắc là anh còn nhanh lắm. Mình đi công việc của mình. Thôi, mình ngồi đây mà xét đây. Thôi, bây giờ anh cũng nhanh không có con đi. Kiểm tra nồng độ cồn đấy. Dạ vậy, để đâu hồn rồi. Tài xế thì em mới. Đó, anh cứ ra đưa máy đây, một con người đây. Không đưa máy đây. Con đi chung rồi. Đi làm. Đây cái này ở đây một cái cũng chỉ duy nhẹ các anh một tí xíu thôi nha. Còn ở đây là không có đúng rồi đó nha. Cho các anh đây hoạt động bình thường. Đây tài xế đây. Đây là một hoạt động bất bình thường chứ không thể bình thường được. Chúng tôi phản đối đó. Chúng
chúng tôi phản đối trước giờ đây thôi mấy nó đâu được đâu còn bỏ đó thành trước anh đây giấy tờ đã anh ấy giấy tờ đã xe không có không đo mà rồi có mấy chiếc xe này ta đi tham quan người ta đi chùa người ta đi thăm bệnh mà rồi coi như là đó đây xe nó chỉ gửi là được thôi rẻ mua mua gửi là được thôi hồi nãy đúng rồi cơ mà gửi là rồi cái mông người nếu hết chị cho coi được xe bằng lái thì biết cho chị em có mất mát gì đâu mà với coi xe đúng không em phải coi bằng đàng hoàng chứ không có mấy anh khác không có được không được mấy ông này cứ ghê lắm bất công cãi nhau mệt lắm đó hai cái này đúng không em ở đây bao nhiêu người chị sợ em lấy cái này em sợ không lấy được anh không tiền anh muốn chiều không có tiền tụi tôi quá đi chiều anh không có tiền em ơi không dám sợ anh làm phải theo luật chứ anh đâu tự ra làm ăn nuôi giống đây 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 bây giờ đi làm ăn nuôi giống bây giờ đó thủ lao bộ của nó ra đó cùng ra ra chị kiểm tra cho mày thông số này đứng đây là lằng nhằng người ta không biết gì đâu mà máy này có ăn tổng báo các chuẩn có chuẩn không có tem kiểm định không có tem kiểm định chưa đây có nhà cháu thổi cháu trước đi rồi anh thử anh trước đây đúng rồi kiểm tra trước đúng không kiểm tra cháu trước đi không có mấy chạy bậy sao máy nó bị mát gì không máy chạy chay này tầm bậy có bị rồi máy này ghê lắm máy Trung Quốc là nó trả lời rồi quá đi chúng tôi là người dân chúng tôi được quyền bảy hai c không muốn không có sợ nó bậy đâu cái giao nhau để có bị gì đâu giao thông đảm bảo đo nồng độ cồn đây nước lạ xã hội nói lắm xe sao đo nồng độ cồn không đúng không bây giờ thế này nè nếu mà các quán không muốn cho cầm á theo nguyên tắc á là em đi kiểm tra bằng lái với xe rồi thôi em thử hết luôn tôi cho thử hết nguyên đồ luôn rồi thôi cứ thế của bác đây là mày kiểm tra chú lái xe này có tài xế xe nào xe này tài xế này bỏ mặt rồi nè đi lên hết được rồi ok đây đứng đi rồi lên nào 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 lên tài xế nhà này đúng không? Anh cứ dành cho tôi chỉ rồi. Rồi nãy cô rồi, nãy đưa rồi. Tài xế nào? Xe này chưa kiểm tra. Đưa kiểm tra. Hồi nãy người ta đưa rồi. Anh xuất tiền cho tôi. Em kia kiểm tra kìa, em hỏi coi chị đẻ đó. Kiểm tra rồi. Trời làm thì phải có chỉ huy chứ sao chả thấy ông nào chỉ huy ông nào cũng mạnh hết á. Mỗi ông một kiểu. Mỗi mấy ông đứng đường đây phải có ông chỉ huy to nhất nè. Có thấy ông nào chỉ huy đâu. Mỗi ông làm kiểu không à. Cô lên 26 chỗ đi đây. Đi
từ 6 giờ. Con xe này đây. Chưa. Xe này chưa kịp rồi, tôi qua kiểm tra xe đó luôn. Qua kiểm tra giấy tờ xe đó luôn. Lấy đồ cho đi. Lấy đâu đây đồ cho đi. Đây.